Chúa, con ca khen lòng thương xót Chúa. Tình thập giá trong cuộc khổ đau là nguồn suối tuôn ban hồng ân, dẫu rằng tội lỗi tràn lan. Con tin yêu cậy trong phó thác, con kêu van lòng thương xót Chúa. Ngài chịu chết thay cho trần gian, chuộc tội cứu con khỏi trầm luân. Xin Ngài xót thương con, xin Ngài đoái Chúa. Chúa ơi, biết lòng con đang xót xa vì tội lỗi con đã xúc phạm Chúa luôn. Trời mênh mang, con tôn vinh lòng thương xót Chúa, con ca khen lòng thương xót Chúa. Tình thập giá trong cuộc khổ đau là nguồn suối tuôn ban hồng ân, dẫu rằng tội lỗi tràn lan. Con tin yêu cậy trong phó thác, con lòng thương xót Chúa. Ngài chịu chết thay cho trần gian, chuộc tội cứu con khỏi trầm luân. Xin Ngài xót thương con, xin Ngài đoái lúc khó nguy, lúc đời gian truân lẽ loi. Ngài bên con chia sớm thân phận thế gian, Ngài dìu con đến bên thiên đàng con mong.
say rất dày vò, một trái tim thao thức khôn nguôi, một tâm tư luôn luôn khát vọng. Ngày ở đâu tôi đến gặp ngài, ngài ở đó nơi nhà châu vắng, sáng sớm chiều hôm mong tôi ở lại. Ngài ở đây ánh đèn chiều khuya, tôi nghe ngài gọi hạnh phúc. Cõi lòng say dứt dày vò, một trái tim thao thức khôn nguôi, một tâm tư luôn luôn khát vọng. Ngày ở đâu tôi đến gặp thần. Amen. Sách Sáng Thế, chương 2, từ câu 1 đến câu 4a. Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành mọi công việc người làm. Khi làm xong mọi công việc của người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó. Vì ngày đó người đã nghỉ, ngừng làm mọi công việc sáng tạo của người. Đó là gốc tích trời đất khi được sáng tạo. Vườn địa đàng, thử thách. Sách Sáng Thế, chương 2, từ câu 4b đến câu 25. Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời. Chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất. Chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên. Vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai. Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Eden về phía đông và đặt vào đó con người
do chính mình nặn ra. Đức Chúa là Thiên Chúa, khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện, điều ác. Một con sông từ Ê-đen chảy ra tới khu vườn, và từ đó chia thành bốn nhánh. Tên nhánh thứ nhất là Bi-sôn. Nó bao quanh tất cả đất Kha-vi-la, là nơi có vàng. Vàng ở đất này tốt, tại đó có nhũ hương và đá ngọc. Tên nhánh thứ hai là Gi-khôn. Nhánh này bao quanh tất cả đất Cút. Tên nhánh thứ ba là Tích-ra. Nhánh này chảy ra ở phía đông Assur. Còn nhánh thứ bốn là Euphrates. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Đức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn. Nhưng trái của cây cho biết điều thiện, điều ác, thì ngươi không được ăn. Vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Đức Chúa là Thiên Chúa phán: con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời và dẫn đến với con người. Xem con người gọi chúng là gì. Hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú. Nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra và lắp thịt thế vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút ra từ con người, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói: phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút từ đàn ông ra. Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau. Mời cộng đoàn cùng hiệp ý với chúng con trong giờ khấn cuối cùng của tuần 9 ngày khấn lòng thương xót ngày thứ 9, cầu cho những linh hồn khô khan nguội lành. Chúng ta cũng nhớ đến các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân, những gia đình đang gặp khó khăn, cầu nguyện cho quý vị ân nhân của hội lòng thương xót còn sống hoặc đã qua đời, cũng như hiệp ý với tất cả những ý cộng đoàn xin khấn trong tuần 9 ngày. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin ngôi Bà Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành những chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng và lòng đời trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu đền thánh Chúa cao quá.
Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nặng chịu trên vì con mà con đã cả lòng phản nghịch lối nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dìm tội, cùng làm việc đền tội cho xưng. Amen. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Sio Philato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tang xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, càng thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin sáng loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lòng thương xót Chúa, con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời. Qua các thế hệ biết con loan truyền yêu thương của Chúa muôn đời. Chúng tin Ngài rằng to khắp nơi, thiên thu không hề phai u. Lòng thương xót Chúa, con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa, con sẽ ca ngợi đến lạy
cha hằng hữu. Con xin dâng lên cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa.
Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhân tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xung phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thân vong. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông ngôi ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn âm ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tân ca của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa, trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của mẹ Maria dân thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày thứ 9, cầu cho các linh hồn khô khan nguội lạnh. Hôm nay con hãy dâng lên ta các linh hồn khô khan nguội lạnh. Hãy nhận chìm họ vào vực thẳm lòng thương xót của ta. Những linh hồn này làm ta đau đớn nhất. Linh hồn ta tan nát khủng khiếp trong vườn cây dầu cũng vì những linh hồn nguội lạnh này. Họ là lý do để ta phải kêu lên: Lạy Cha, xin cất chén đắng này cho con, nhưng xin đừng theo ý con, mà theo ý Cha. Hy vọng cuối cùng để họ được cứu vớt là biết chạy đến kêu xin lòng thương xót của ta. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, xin trái tim Chúa che chở các linh hồn nguội lạnh. Mặc dù họ làm cho Chúa ngao ngén, nhưng xin Chúa ban ơn cho họ trở nên ngọn lửa sốt mến. Ôi, lạy Chúa Giêsu đầy nhân hậu, hãy rủ lòng thương xót bao la để lôi kéo họ trở về với tình yêu nồng cháy của Chúa. Và xin Chúa ban cho họ tình yêu thánh thiện, cậy vì công nghiệp của Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn nguội lạnh, dầu sao thì họ cũng được che chở bởi trái tim từ bi Chúa Giêsu. Lạy Cha giàu lòng thương xót, cậy vì sự cay đắng thống khổ của con yêu dấu Cha và ba giờ người hấp hối trên thập giá, chúng con nài xin Cha cho họ cũng được hát khen lòng thương xót của Cha. Amen. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Sa-tan xưng hùng mưu ma
hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng cấm sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho ác tâm quân thù, đừng giao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của Người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tôn vinh thánh danh Giêsu chi thánh, ơn thân trong tâm mình rất nhỏ mọn. Này là của ăn lương thực thiên thần, đây chính thật ngôi lời ăn nhau mình, để ban lương thực nuôi dưỡng nhân loại. Ôi kinh lạy thân thể tình yêu, Giêsu Chúa ơi con tôn kính Chúa. Chúa yêu con trao mình bao ban điều, vì thương chúng con nên đành hạ mình, đem hiến dâng nuôi hồn chúng tư hèn. Tình yêu thương nào ai đã bao bề, ôi kinh lạy Chúa cả trời cao. Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại, bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hàng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Lạy đấng thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ ra cho thánh nữ Margarita Maria biết lòng Chúa ương ao cai trị các gia đình giao hữu, thì hôm nay chúng con đến tung hô nhân quyền tuyệt đối Chúa cai trị gia đình chúng con. Chúng con muốn từ rày mà đi hằng ăn ở theo hành thánh Chúa. Chúng con muốn cho gia đình chúng con trổ sinh các nhân đức mà Chúa đã hứa cho kẻ giữ các nhân đức ấy, được sự bình an ngay từ đời này. Chúng con muốn xa bỏ tinh thần thế tục Chúa đã luân phạt. Chúng con nguyện giữ đức tin đơn sơ trọn vẹn để Chúa cai trị chi chúng con. Nguyện tận tâm nong nảy mến Chúa và năng rương lệ cho lửa mến hằng cháy luôn, để Chúa cai trị lòng chúng con. Lạy trái tim cứng trong, xin Chúa thương chủ tòa càng khi chúng con hội họp, chúng lành cho mọi việc hồn xác chúng con làm, khu trừ các nỗi âu lo, làm cho nên thanh thiện các sự vui mừng.
xin dung đỡ chúng con trong các cơn phiền não. Lạy trái tim Đức Chúa Giêsu, nếu trong chúng con khi nào có ai vô phúng làm cứng lòng Chúa, thì xin Chúa nhắc cho nó nhớ. Chúa vốn nhân từ thương kẻ có tội ăn năn, khi gia đình chúng con có kẻ qua đời mà phải tang sầu ly biệt, thì mọi người chúng con kẻ khuân người còn xin khâm phụng lệnh Chúa đời đời gia đình. Chúng con sẽ tự an ủi lấy mình vì đã chăng rằng có ngày cả gia đình chúng con sẽ hợp nhau trên trời và hát mừng sự vinh hiển Chúa và cảm khen ca ơn lành Chúa đời đời. Lạy trái tim cường sạch Đức Bà Maria, lạy Thánh Tổ Phụ Giuse vinh hiển, xin hãy dâng việc chúng con dâng mình này lên cho Chúa. Xin hãy nhân cho chúng con nhớ rằng trọn đời chúng con đã dâng mình cho Chúa. Vạn tuế trái tim Đức Chúa Giêsu là Vua và là Cha cả chúng con. Amen. Này giờ vượt qua sự sống chiến thắng tự thân, qua bao tháng ngày đời trong ơn Ngài cứu độ, tôi lùi nhân tế kiến thân Cha tha mình. Thánh gia vinh quang Ngài nâng đỡ cho tôi con, Chúa đã sống lại rồi, Ngài ơi với ta reo mừng. Chúa chiến thắng tự thân, hy vọng cứu thoát đã đến. Chúa đã sống lại rồi, hiền vinh chưa sang muôn dân. Chúa chiến thắng tự thân, đem nguồn hạnh phúc khắp nơi. Lạy Chúa, con ở dưới vườn sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa châm tôi, nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.